Rồi chào bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Đồ Loa. Đây là một cái loa cực kỳ độc và dị, nó giống kiểu cúc áo đó các bạn. Ở đây nó có cái chiều âm dương cho các bạn sẵn rồi nhé. Mình không không biết là nó ứng dụng trong cái việc gì. Đây, Tùng đo cái đường kính cho các bạn. Chỉ rơi vào khoảng 2 năm nhé, đường kính là 20 năm. Còn độ dày nó chỉ rơi vào khoảng 5 mm thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ test cái chất lượng âm thanh cho các bạn. Nếu mà bạn nào làm đồ điện tử biết cái loa này nó được ứng dụng vào đâu mà có nhu cầu cần mua thì cứ vào lo2.vn thôi ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ cái đánh giá đầu tiên của mình chính là có cảm giác là tiếng chét nhiều hơn là tiếng bát. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe giọng người các bạn nhé. chiều tối ngày qua, bản tin tối ngày qua thì chúng tôi cũng đã cập nhật những cái thông tin vui về bóng đá Việt Nam, đặc biệt là U23 Việt Nam. Ở tối ngày hôm qua thì đã có cái lượt đầu tiên của V-League năm 2022. Chúng tôi sẽ gửi đến những cái kết quả sớm nhất cho các bạn. Giọng không được ấm luôn ạ. Giọng nó hơi chua chua. Đó là cái đánh giá. Vì mình không biết cái loa này nó được ứng dụng cho vấn đề gì. Nhưng với laptop thì cái số điểm chấm cho nó rơi vào khoảng 4 điểm các bạn nhé. Và mình cũng không làm laptop, vì vậy là cũng không biết là có được ứng dụng vào cái việc đó là độ loa laptop hay không. Nhưng cái này có vẻ là dùng cho robot hoặc là các thiết bị cửa nhà thông minh thì đúng hơn các bạn ạ. No2.vn 0906 010103.